Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả, vườn tạp sang những loài cây trồng có giá trị kinh tế cao được người dân huyện Cam Lộ tích cực hưởng ứng. Trong đó, mô hình trồng quýt phủ quy của ông Lê Phước Bổng ở thôn Lâm Lang, xã Cam Thủy được triển khai trồng đầu tiên đã mang lại hiệu quả cao. Vườn quýt phủ quy 3 năm tuổi của gia đình ông Lê Phước Bổng ở thôn Lâm Lang, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ đang chuẩn bị cho thu hoạch. Đến hôm nay, chính ông Bổng cũng như nhiều người dân địa phương không nghĩ là giống quýt này có thể trồng thành công trên vùng đất Cam Lộ, bởi năng suất, sản lượng và chất lượng đều đạt rất cao. Trong số gần 100 gốc quýt thì gốc nào cũng trĩu quả. Gia đình phải dùng tre làm giàn đỡ để hạn chế quýt bị gãy do quả nhiều và nặng. Điểm của hắn là nói chung là hắn cái cây là rất khỏe, mà nói chung là hắn hầu như là cái khí hậu đất miền Trung mình là rất hợp. Nên trong là hắn phát triển kể cả nói chung là vùng đồi cũng giống như là vùng đồng bằng. Cách đây 3 năm trong một lần về thăm quê vợ ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, thấy người dân ở đây phát triển giống quýt phủ quy cho hiệu quả kinh tế cao, ông Lê Phước Bổng mạnh dạn mua gần 100 gốc về trồng thử. Lúc đầu ông cũng bán tính bán nghi, nhưng đến nay ông thực sự tin tưởng mô hình của mình đã thành công. Ông cho biết giống quýt này trồng 1,5 năm là cho trái, kỹ thuật trồng chăm sóc đơn giản, cây ít sâu bệnh, cho quả nhiều, to, màu nước và ngọt. Bắt đầu từ năm thứ tư trở đi, nếu chăm sóc tốt mỗi cây đạt năng suất 3 tạ. Hiện tại, giá bán tại vườn là 25.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, chính vụ thu hoạch phải gần Tết, vì vậy giá có thể cao hơn. Xã xem đây là cũng như một cái vườn mẫu của xã. Và định hướng trong thời gian đến thì xã cũng là tập trung chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt nhất là vận động bà con nhân dân đến để là tham quan, học tập cái mô hình và cũng có cái chủ trương để rồi là nhân rộng cái mô hình này đến bà con nhân dân. Đặc biệt hiện nay trên địa bàn Cam Thủy thì cái diện tích vườn tương đối lớn, trên 120 ha. Nên chủ trương của Đảng ủy, Ủy ban trong thời gian đến là tập trung để rồi là đầu tư cải tạo vườn tạp, đặc biệt nhất là xây dựng các cái vườn mẫu như vườn của ông Lê Phước Bổng. Thấy rõ hiệu quả từ mô hình trồng quýt phủ quy của ông Lê Phước Bổng, nhiều người dân địa phương đã đến đây để học hỏi kinh nghiệm. Ông Bổng cũng có kế hoạch tạo ghép cây giống ngay tại vườn của mình để cung ứng cho bà con.